Thâm Hồng Chi Mẫu nụ cười trên mặt càng ngày càng nồng nặc, chỉ sợ Thiên Long Thiên Ma cũng không nghĩ tới. Cái này thiên hỏa tính nội hạch tâm lại sẽ có như thế khổng lồ sinh mệnh năng lực. Luận sinh mệnh cấp độ nó có lẽ hơi có kém, nhưng cái này sinh mệnh năng lượng tổng hợp khổng lồ lại là vượt xa khỏi ta tự liệu. Chỉ kém một bước cuối cùng ta sắp thành thiệu thần vương. Nhan Long, người cũng bước vào trong nửa bước thần vương cấp độ đi. Nam tử kia cùng kính nói, đúng vậy mẫu thượng, vừa mới bước vào. Thâm Hồng Chi Mẫu khẽ vuốt cằm, rất tốt, chờ chúng ta tại trong thuần phệ thiên long tinh hoặc là thiên mã tinh, chính là chúng ta thành lập thế giới một thời khắc. Thiên Thâm, người đấy có thể từng tiến vào, phía bên phía bên phải trước nhất cũng là một tên nam tử, nhưng trên mặt của hắn lại tràn ngập tầng tầng khói đen, thấy không rõ cụ thể bộ dáng. Nghe vậy cùng kính nói, mẫu thượng ta cũng miễn cưỡng bước vào. Thâm Hồng Chi Mẫu thản nhiên nói, kế hoạch chuẩn bị như thế nào? Thiên Thâm nói, cũng đã không xa, ta có thể cảm nhận được thời cơ sắp đến. Được, theo kế hoạch làm việc, nếu như ngươi có thể thành công như vậy, liền là tương lai chúng ta thế giới mới bên trong, chúng ta sẽ đệ nhị thần vương. Lời vừa nói ra, ở đây các vị siêu thần cấp cường giả cũng không khỏi có một chút giật mình. Nhìn về phía ở bên phải vị đầu não Thiên Thâm, liền hắn đối diện với Thiên Nham Long, trong mắt đều lóe ra một vệt khói mù trí sắc. Nhân loại có câu nói, ghen ghét là nguyên tội. Tại thế giới chưa từng thành trước đó, các ngươi không thể nào có tâm tình như vậy xuất hiện. Tất cả kế hoạch cũng là vì có thể làm cho chúng ta thế giới mới càng thêm vững chắc. Chúng ta làm hết thảy cũng là vì tốt hơn che đậy vũ trụ pháp tắc. Không có người nào có thể đùa kháng vũ trụ pháp tắc. Chỉ có tốt hơn che giấu chính mình mới có thể để cho vũ trụ pháp thì là không cách nào đấu đá tại chúng ta, hiểu chưa? Nham Long đuổi bề bộn cung kính nói, hiểu rõ mẫu thượng, đại ca nếu như có thể thành thiệu thần vương ta tự nhiên là vui vẻ. Thâm Hồng Chi Mẫu lúc này nghe hắn nghĩ xa một đằng nó một nẻo thản nhiên nói, ta muốn thế giới mới cũng không phải bình thường thần giới mà thôi. Các kẻ đem vô pháp đối kháng với bất luận cái gì vũ trụ chi lực, chỉ có trường khống đa chiều không gian, thành thiệu 6 chiều trở lên mới có cùng với pham tác hời chống lại một cơ hội, mới có thể che đậy hắn hằng cố trường tồn. Ở trong quá trình này, quyết không phải một vị thần vương có thể làm đến. Cái kia thiên long tinh long thiên dưỡng kỳ thật cũng là tại như vậy, chỉ có điều lá gan của nàng quá nhỏ, bộ pham bước quá chậm, bằng không thì dùng thiên phú của nàng nội tinh rất có thể cũng sớm đã thành công. Chúng ta đi là đường tắt chi lỗ, nhưng cho tới bây giờ trình độ này ngược lại muốn ổn xuống tới, lại không có hoàn toàn chuẩn bị kỹ càng trước đó, tuyệt không dễ dàng thành lập thần giới. Chỉ cần chúng ta không từ bỏ mặt thăng hoa, không thiết lập thần vị, vũ trụ pháp tắc liền tạm thời sẽ không đối với chúng ta như thế nào. Chúng ta cần càng nhiều điểm tựa mới chống đỡ được lấy cái này thuộc về chúng ta thế giới mới. Cho đến ngày đó, còn như tương lai các ngươi đều là thần vương, cũng không có cái gì không thể nào. Tạ ơn mẫu thân. Rất nhiều Thâm Hồng Chi Vực siêu thần cấp cường giả đồng thời khom mình hành lễ, rất nhiều cường giả trong mắt đều thoát ra vẻ phấn khởi. Nham Long lúc này cũng tại đồng ý lấy, nhưng trong lòng của hắn như trước không khỏi là có mấy phần khinh thường. Tất cả đều thành thiệu thần vương, đó bất quá là mẫu thượng cho các người một tia hy vọng mà thôi. Thành thiệu thần vương cần có năng lực hạng gì thống khổ, coi như là đem lòng mã song tinh toàn bộ thuần phệ, cũng chưa chắc có thể có mấy cái thành thiệu thần vương. Mà thế giới mới một khi xây thành, mẫu thượng đầu tiên muốn làm chỉ sợ sẽ là thanh tẩy, mong muốn giấu giếm được vũ trụ pháp tắc hạng gì khó khăn, trước khi hết thảy thuộc về Thâm Hồng Chi Phước khí tức, đâu chỉ có thể là rửa giấy sạch sẽ, tự nhiên cũng là bao quát nàng cái này một chút bọn nhỏ. Chỉ có lực lượng đầy đủ tối thiểu đến nửa bước thần vương dùng thượng tầng mới có một bị thanh tẩy không có khả năng. Theo bản năng, hắn lại gương mắt nhìn thoáng qua đối diện với thần bí Thiên Thâm. Lại trong sự nhận thức của hắn, Thiên Thâm là cái bên trên cái thứ nhất đàn sinh hậu đái, cũng là bọn hắn bên trong một cái duy nhất chân chính kế thừa mẫu thượng truyền thừa tồn tại. Nếu như nó tất cả mọi người là mẫu thượng hài tử, như vậy Thiên Thâm chính là mẫu thượng thần tử sinh ra. Bọn hắn tại trong càng sống như là bị chế ra, cho nên mẫu thượng đối với Thiên Thâm vẫn luôn luôn là không giống nhau. Cái này khiến cho Nham Long ở sâu trong nội tâm tràn đầy ghen ghét, nhưng lại không thể làm gì. Thiên Thâm thực lực rất có thể còn ở phía trên hắn. Thâm Hồng Chi Mẫu ánh mắt lưu chuyển, quét mắt phía dưới một đám hậu đái thản nhiên nói, lại có 7 ngày ta tức thì có thể hoàn thành toàn bộ thôn vẽ. Thiên Hòa Tinh đem hóa thân thạch Thâm Hồng Chi Vực một bộ phận làm vị diện hạch tâm mà tồn tại. Tới lúc đó chính là chúng ta đi tới Thiên Long Thiên Mã thời khắc. Ta muốn nhìn lần này Thiên Long Thiên Mã lấy cái gì tới ngăn cản chúng ta Thâm Hồng Thủy Triều đây. Rõ, làm trong vũ trụ lại xuất hiện ra cái kia viên tinh cầu xinh đẹp thời điểm, làm Yên Vũ tinh thần không khỏi có một chút hốt hoảng, thấy Thiên Long Tinh hắn không tự chủ được, đúng là cùng sinh vật ra một loại phảng phất là trở về đấu la tình cảm giác thân thiết.
Viên tinh cầu này, theo trong vũ trụ nhìn lại thật sự chính là quá đẹp, so với đấu là tình muốn khổng lồ hơn nhiều, hoàn toàn bị màu lam của với màu xanh lá bao trùm tinh cầu, là như thế sinh cơ bừng bừng. Đúng vào lúc này, hệ thống truyền tin bên kia truyền đến tín hiệu, màn hình lớn sáng lên trên, một tầng quen thuộc khuôn mặt đập vào mi mắt, chính là mặc khủng long kỵ sĩ La Lan. Lam, hoan nghênh trở về, cảm tạ ngươi vì tà tộc làm hết thấy. La Lan cười híp mắt nói ra, có quan hệ với lần này đi sứ tình huống đã sớm ngày đầu tiên truyền về, vẫn là được sự giúp đỡ của đấu la liên bang mới có thể đưa hồi âm bào. Long mã liên bang tại trong siêu viễn cự ly thông tin phương diện này cũng là lạc hậu đấu la liên bang rất nhiều. Đấu la liên bang đáp ứng điều động ra 4 chi vũ trụ hạm đội trợ giúp long mã song tinh, lên chính là Lam Minh Vũ lần này lớn nhất thành tích. La Lan đại nhân ngày khách khí, Lam Minh Vũ hơi hướng về hắn gật đầu thăm hỏi. La Lan cười ha ha một tiếng, hẳn là ta bảo người đại nhân tài đúng, người bây giờ có thể là thứ tọa, người nhanh muốn đi vào trong tinh vực bên này thời điểm, không muốn theo Thiên Long Thành bên kia đi, người về quanh một bên khác theo Phong Long Thành bên kia hạ xuống trở về đi. Được, làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao? La Minh Vũ kinh ngạc hỏi. La Lan nụ cười trên mặt thu liễm mấy phần nói, còn không phải Thiên Hòa tộc những người kia. Thiên Hòa tộc đã xảy ra chuyện gì? La Minh Vũ kinh ngạc hỏi. La Lan nói, Thâm Hồng Vị Diện đột nhiên xuất hiện tại Thiên Hòa Tinh. Thiên Hòa Hoàng, Thiên Hòa Thủ tướng bọn hắn biết chuyện không thể làm, liền ngay đầu tiên điều động hết thảy tình cờ mặt ngoài vũ trụ bày lượn công cụ, tân khả năng mang nhiều mối ít trọng yếu tộc nhân. Cái kia nửa chi Thiên Hòa hạm đội căn bản cũng không có phản kháng, liền hộ tống bọn hắn chạy. Mà Thâm Hồng Vị Diện mục tiêu là Thiên Hòa Tinh, cũng không phải bọn hắn đương nhiên sẽ không truy kích. Đây không phải trốn tới về sau, liên đề chúng ta bên này sao? Thiên Hòa hạm đội người là thấy qua, thực lực tương đương không kém trước đó chúng ta mang xa Thiên Hòa hạm đội ban đầu, đều là hợp nhất. Lại bởi vì bọn họ đến tột đột nhiên phản loạn, cùng với Thiên Hòa Hoàng mang tới hạm đội hợp thành xa hợp lại cùng nhau, lúc này đang ở Thiên Long Thành vùng trời bên kia, để cho chúng ta cho cái thuyết pháp. Lam Minh Vũ nghe không khỏi một mặt im lặng, bọn hắn làm sao có sao mà to gan như vậy? Cho lẽ chúng ta còn không đối phó được mấy cái ngày này cùng hạm đội hay sao? La Lan cười khổ nói, không phải đơn giản như vậy. Hiện tại Thiên Hòa tộc tinh cầu bị diệt, Thiên Hòa Hoàng cũng xem như chó cùng rứt gẫu. Hắn nói nếu như không đáp ứng điều kiện của hắn, liên cùng với chúng ta Ngọc Thạch cầu phần. Hiện tại tất cả chuẩn bị đều là nhắm vào Thâm Hồng chi vực. Ở thời điểm này hai vị thủ tọa cũng không nguyện ý thêm chuyện, huống chi Thiên Hòa hạm đội bản thân cũng là lực lượng không kém, nếu như có thể chung nhau đối kháng với Thâm Hồng chi vực cũng là một nguồn sức mạnh không yếu, cho nên hiện tại vẫn là tại đàm phán, hy vọng có thể thu nạp bọn hắn cho mình dùng, cho nên người trước không muốn theo bên kia đi, để tránh phát sinh nguy hiểm, theo Phong Long Thành bên này trở về không có việc gì. Là Minh Vũ lông mày cào lại, được rồi, đã hiểu, cảm ơn ngài nhắc nhở. Xác thực Thiên Hòa hạm đội lực lượng tương đương không yếu, trên 100 chiếc tàu chiến đấu cấp những chiến hạm khác, hơn nữa còn có thể tạo thành công phòng chiến trận. Ở trong không gian chiến đấu thực lực không phải tầm thường, trước đó tại trong Thiên Hòa tình thời điểm, liên đã từng trình độ nhất định kiểm chế Thâm Hồng chi vực. Lúc này Thiên Hòa tổng cảm xúc khẳng định là kém tới cực điểm, gia viên bị hủy, không biết bao nhiêu tộc nhân chết, dùng Thiên Hòa tình như vậy mực quả khổng lồ mà tại nguyên phòng phú tinh cầu. Thiên Hòa tổng nhân số lượng cụ thể có nhiều ít là Miền Vũ không biết, nhưng chỉ sợ Thiên Hòa tổng tất cả máy phi hành công lại có thể mang đi tộc nhân chỉ sợ cũng sẽ không vượt qua 10%, các em đều là đã hướng về phía nhiều nhất hướng đi đoán chừng. Ít nhất 90% trở lên trên tộc nhân ngã xuống, dạng này đại giới thật sự là quá mức đau đớn, đổi lại là người nào chỉ sợ đều muốn trỏ đồng mắt. Huống chi chàng tai nạn này lại bị dẫn dắt đến Thiên Hòa Tinh, nếu như không có cái kỳ thiên dưỡng hạch tâm, chỉ sợ Thâm Hồng chi vực cũng chưa chắc chọn hướng về Thiên Hòa Tinh phát động công kích. Là Miền Vũ kỳ thần cũng không cho rằng Thiên Hòa tộc cuối cùng sẽ cùng với Long Mã Liên Bang thỏa hiệp, nhưng hạm đội gia nhập vào Long Mã Liên Bang bên trong, mặc dù hủy diệt bọn hắn Thiên Hòa Tinh chính là Thâm Hồng chi vực, nhưng Long Mã Liên Bang đối với bọn hắn tới nói cũng có thể coi như là thù sâu như biển, khả năng hợp tác tính cực kỳ nhỏ bé. Hiện tại Long Mã Liên Bang đơn giản là đã đáp ứng Thiên Hòa Tinh có khả năng cho bọn hắn một mảnh nơi ở thôi, nhưng đối với Thiên Hòa tộc tới nói cái này ý nghĩa cũng không lớn. Mất đi tình cầu căn cơ có thể nói là mất đi tất cả nội tình, hết thảy đều muốn làm lại từ đầu. Một khi dung nhập Long Mã Liên Bang, không cần nghĩ cũng biết Long tộc cùng với Thiên Mã tộc đều khó có khả năng lại cho bọn hắn cơ hội vùng lên
Thiên hòa tộc lớn nhất khả năng là hy vọng có thể bằng vào vũ trụ uy lực uy hiếp thu hoạch tốt nhất nhất định, sau đó đi xa tha phương. Giờ đi lòng má thinh hệ, tìm kiếm một khóa tử nguyên tính đi một lần nữa phát triển. Dập máy thông tin, là miền vũ hạ lệnh nhưng hạm đội đi vòng, loại thời điểm này không cần thiết cùng tên điên thiên hòa tộc xung đột. Chiến hạm tại trong phòng Long Thành bên ngoài căn cứ quân sự chậm rãi hạ xuống, làm là miền vũ đi ra chiến hạm thời điểm, kinh ngạc phát hiện, trước đó đón tiếp hắn người trong lại có thiên long thứ tọa thượng quang long ký sĩ Trùng Trí Sương, La Lan cũng tại đó.